Rồi mai chân hoang vu lên phố gầy, tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng. Các bạn đang xem ở đây là đôi loa Bose 101, hàng mạng, hàng đấu giá đẹp, xuất sắc luôn các bạn nha, trùng đôi trùng series đó. Mang loa phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Xuân muộn về, anh em thấy ở bên ngoài rìa đây là cái đường keo do công nhân bôi từ nhà sản xuất nha, anh em lưu ý điều đó nha, bôi từ ngày sản xuất nha. Trùng đôi trùng series nhé, hai số liền kề là 21 22, cửa hàng có hai đôi, một đôi gửi đi Thái Nguyên rồi, còn đôi này cửa hàng đăng lên tiếp cho anh em xem. Với dòng này thì công suất auto, trở kháng auto, số 22 và 21 này anh em. Dòng này thì tối đa là 150W, còn trung bình 45W, trở kháng cũng auto, công suất cũng auto với dòng này các bác nhé. Nó theo đợt năm sản xuất mà nó sẽ tem nó ghi khác nhau, nó vẫn là Bose 101 nếu anh em thấy tem kiểu nó ghi kiểu khác nhé. Với đôi loa này cửa hàng bán ra với mức giá 3.3 triệu, giá tại cửa hàng, loa lời và toàn giải, tăng thêm lời thêm chép cho anh em nghe nhạc hoặc hát karaoke. Hát karaoke anh em có thể lắp thêm tụ để cho bền hơn nếu anh em thích. Bên trong cấu tạo của loa này là gồm một bát 12, có phân tần, có tụ, có điện trở, có cuộn dây, bóng đèn. Ngồi nghe yêu thương đi xa tầm tay, giữa tiếng du trầm vào cơn mê. Loa này hai loa hoạt động hoàn hảo. Chiều xưa em qua đây, hồn nắng ngủ say, lời yêu cho đông đầy, đón em qua mây bay tiến. Xin chào, hẹn gặp lại anh em. Anh em lưu ý đây là trùng đôi trùng series nha, hai số liền kề.